Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh thành phố Kasukabe, nơi có những người dân mong muốn một cuộc sống yên bình, nhưng những tên xã hội đen lại tàn nhẫn đập phá ước mơ họ. Để chúng không tăng ai tắc quái, cảnh sát Nohara Hiroshi đến từ sở cảnh sát Kasukabe quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, bắt cái ác đối mặt với công lý. Hôm nay, hãy cùng tớ đến với hồ sơ vụ án tiếp theo của cảnh sát Shinosuke, kế hoạch ám sát thần tượng nhé, chúng mình cùng vào lớp thôi. Ngoài đường thì nghe tiếng còi xe cảnh sát, trong văn phòng thì nghe tiếng Hima khóc nhè đòi thay tã. Mẹ nhờ bố lấy tã cho con, mà bố cứ đứng ngơ ra, có muốn ăn chửi thay cơm không hả? Sếp yêu cầu bố mau nghĩ cách dập tắt bạo loạn, chứ mấy hôm nay đau đầu quá. Thêm cả ông Shin ra lệnh khiến bố bực mình quát thằng con. Cái gì? Nhìn lại mặt hàng đi, con đã lên chức cảnh sát trưởng rồi đấy. Còn bố thì sao? Chỉ là một cảnh sát cấp bậc thấp nhất, thế mà dám quát cấp trên hả? Sao bố nhớ nói chuyện cẩn thận vào đấy? Giới thiệu sơ qua về gia đình cảnh sát, Shinosuke 15 tuổi nhưng đạt được nhiều thành tích nên đã thăng cấp lên vị trí cảnh sát trưởng. Mẹ Mise là trưởng bộ phận hình sự, Himawari là trưởng bộ phận tội phạm, còn trụ cột gia đình, bố Hiroshi đứng bét với cấp bậc cảnh sát cấp cơ sở. Dù vậy, bố chưa bao giờ so đo tính toán, trong lòng chỉ bốc cháy và sục sôi ngọn lửa công lý mà thôi, thế có mang tã ra đây không mà cứ đứng lẩm bẩm hả? Sếp thông báo với cảnh sát trưởng rằng có một lá thư gửi đến xin được thuê vệ sĩ. Đây là sở cảnh sát chứ không phải chỗ bán dịch vụ vệ sĩ đâu, chẳng ai có kinh nghiệm cả. Thế nên, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đã cử một thám tử xuất sắc tới Nhật Bản để đồng hành cùng chúng ta. Interpol, đừng nói là con lợn quốc tịch Pháp lần trước nha. Không, đây là người Ý, anh ta tên là Alessandro Francesco Di Nicola. Một bóng người to lớn tới văn phòng và gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, một đôi chân dài tít tóc xuất hiện. Có phải Buriburi Zaymon không? Không, ta là thám tử của Interpol. Tên dài quá nên không thèm đọc. Đồng hành cùng thám tử Interpol là trợ lý phiên dịch viên xinh đẹp Nara Shinoyoko. Họ đang truy tìm cơ sở của một tổ chức ám sát tầm cỡ thế giới. Shin hí hửng chạy đến xin bắt tay chị gái, nhưng bị Buriburi Zaymon ngăn lại. Tên lợn chê cảnh sát trưởng là thằng nhóc tí hon, nên bị cậu ta chấn lột đôi giày tăng chiều cao. Dám dở trò ở sở cảnh sát hả? Giờ thì ai mới là thằng nhóc tí hon hả con lợn kia? Không còn nhiều thời gian đâu, tất cả sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Họ đến gặp chủ nhân lá thư là chủ tịch Yashio đến từ một công ty giải trí. Nghe danh sở cảnh sát Kasukabe đã giải quyết rất nhiều vụ án lớn, nên ông ấy muốn thuê họ làm vệ sĩ. Thấy Shin không muốn bảo vệ lão già này, Buriburi Zaymon liền lôi súng ra, bắn liên tục vào chủ tịch. Trời ơi, làm cái gì vậy hả? Người cần bảo vệ không phải tôi. May mà né kịp không là đi về nơi xa lắm rồi. Đây là Remy Misato, ca sĩ ngôi sao số 1 của làng giải trí hiện nay. Đúng là idol của Shin rồi. Tại sao lại phải thuê vệ sĩ cho Remy? Hãy lắng nghe câu chuyện của chủ tịch nhé. Như mọi người đã biết, nghệ sĩ thường xuyên phải đối mặt với đủ thể loại quấy rối từ người hâm mộ. Ví dụ như hai ông cãnh này, chui xuống ngậm bàn để ngắm chân của Remy, bị mẹ cho ăn đấm không ngoan tí nào. Dù công ty đã có nhiều biện pháp đối phó, nhưng lần quấy rối này khá căng, kéo dài suốt 3 tháng nay. Bọn chúng gọi điện chọc phá sao? Không, là máy fax liên tục nhận những thông điệp chống không. Bên cạnh đó là những lá thư cảnh cáo rất vớ vẩn. Ví dụ như cho bà đáp án trắc nghiệm, bắt tìm câu trả lời đúng mà lại không ghi câu hỏi. Còn nữa, hãy nhìn phần truyện tranh 4 khung trên tờ báo này, hai kiếm sĩ đang đánh nhau hay, đến đoạn kết thì bị cắt mất. Hung thủ bị dở hơi hay sao thế? Cắt đúng khung truyện hấp dẫn nhất. Còn nữa, hung thủ đã bắt đầu hành động. Và một đêm nọ, một kẻ bí ẩn đã đột nhập vào phòng Remy. Khi quản gia phát hiện thì cô ca sĩ đã bị kẹp quần áo đầy trên mặt. Hôm đầu tiên là kẹp xanh, hôm thứ hai màu hồng, hôm thứ ba màu tím. Không biết hôm nay hắn sẽ làm gì nữa. Chủ tịch cầu xin cảnh sát hãy bảo vệ sự nghiệp của Remy. Ủa, Shin và Buriburi Zaymon đâu rồi? Đang chụp trộm để bán đấu giá ảnh thần tượng đây mà. Cảnh sát mà toàn làm mấy chuyện phạm pháp thế hả? Đêm hôm đó, mọi người canh gác khắp hành lang để bảo vệ Remy. Vừa lật chăn ra thì thấy cô Shin đang chui trong đó. Chỉ giỏi phá là tài. Lần này chị Remy có thể yên tâm ngủ rồi đấy. Lại thêm con lợn này nữa, đúng là đồ ăn hại. Ở phía xa sau những bụi cây, hung thủ bắt đầu hành động. Hắn dễ dàng đột nhập từ cửa sổ, mang theo một cái kẹp khổng lồ. Nghe tiếng hét, mọi người chạy vào xem, khuôn mặt của Remy đã bị biến thành một bà cô xấu xí. Trời ơi, là mẹ Mise đây, Remy đã bị hung thủ bắt cóc rồi, mau đuổi theo. Bố đe dọa hắn không thể chạy thoát được đâu, tổ chức Interpol gọi hắn là siêu tội phạm, Lavender Masuo. Phong thái tự tin, hắn lôi ra một quả cầu tín hiệu rồi bắn lên mặt bố Hiroshi. Sau đó mở cái hộp ra, cho quái vật kẹp quần áo xuất hiện, con quái vật sẽ cắn nát kẻ nào dính về quả cầu tín hiệu ấy. Mọi người sợ hãi bỏ chạy, bố tháo quả cầu ra rồi ném đi, vô tình rơi trúng ngực chị Yoko. Vòng một to quá cũng khổ ghê, mẹ Mise đỡ lấy này, quả bóng rơi xuống luôn, Shin và anh lợn cười bể bụng, phẳng quá cũng là vấn đề ha. Yoko ném thẳng vào mũi Buriburi Zaymon. Mặc kệ mọi người, thám tử lợn vẫn rất bình tĩnh, nhưng làm gì có tay mà tháo quả bóng ra chứ. Kết quả là bị quái vật kẹp vào mũi. Lavender định bỏ chạy,
thì Shin gõ đầu anh Lợn khiến quả bóng bay trúng ngã ba của hắn. Quái vật kẹp lao đến càn quét, các cảnh sát tóm chân tay, giữ chặt Lavender. Pha này chắc thốn lắm nhỉ, gậy ông đập lưng ông rồi. Buddy Buddy Jaemon vỗ tay chúc mừng chiến thắng, đúng là tinh thần đoàn kết có khác. Đoàn kết cái con khỉ, mi làm được gì ngoài ăn hại hả con lợn thối tha? Tại trụ sở của tổ chức ám sát, hay tin Lavender đã bị cảnh sát Kasukabe bắt giữ, ông trùm vẫn rất bình tĩnh và khởi động kế hoạch cho tụi cớm nếm mùi đau thương. Một ngày mới đã đến, trong khi bố Hiroshi tích cực lau sàn thì mấy người kia chả làm cái gì ra hồn. Ấy vậy mà họ còn hùa với cảnh sát trưởng, bắt bẻ từng tí bụi nhỏ sót lại. Bên này, Lavender bị Himawari tra khảo bằng thứ ngôn ngữ nghe muốn lú luôn. Khi bị cô bé nhéo má, hắn quát lớn khiến Hima khóc òa lên. Vì quá đau đầu, Lavender đành khai ra căn cứ bí mật của tổ chức ám sát. Ngay lập tức mọi người phóng xe đến đó, cửa hàng ngọt ngào của Amachan. Mẹ Mise bận thay tã cho Hima nên sẽ tới sau. Này mấy người kia, đi làm việc chứ có phải ăn tiệc đâu hả? Buri Buri Jaemon phàn nàn, người Nhật thật bất lịch sự, người Ý chẳng bao giờ làm phiền lúc ăn uống cả. Thế cho hỏi thủ đô của nước Ý là gì nào? Yoko xì sầm gợi ý cho thám tử Lợn là Tây Ban Nha chứ gì nữa, cãi nhau với Lợn thật là vô nghĩa. Đã ăn xong, đợi Buri Buri Jaemon hít điếu xì gà rồi vào Việt nhé. Ôi, bố không có đủ tiền, Shin đề xuất ăn quỵt, nhưng cảnh sát không được làm vậy. Việc gì cũng phải đến tay anh là sao? Buri Buri Jaemon vén áo, bứt một sợi lông rồi thả vào đĩa. Nhà hàng này làm ăn vớ vẩn thế à? Phục vụ đâu rồi? Nhân viên đề nghị đổi thức ăn, nhưng anh Lợn không chịu. Ta đường đường là một đặc vụ Interpol cơ mà. Thôi xong, cả miệng hại cái thân, tất cả đã bị bao vây. Sau đó, họ được đưa đến gặp ông trùm tổ chức sát thủ. Bố Hiroshi chất vấn, tại sao ông lại bắt cóc ca sĩ Remy hả? Thực sự mà nói, ông ta là một fan cứng của Remy, đã viết 200 bức thư nhưng chưa được một lần hồi đáp, nên đã quyết định trừ khử thần tượng. Kiểu fan như này thật đáng sợ, đã giả lại còn biến thái. Ông trùm không chịu được những lời đả kích, ra lệnh cho đàn em dọn dẹp đám cảnh sát. Buri Buri Jaemon trấn an mọi người, vụ này hãy để tôi lo. Anh Lợn hiên ngang tiến về phía ông trùm, sau đó lôi ra khẩu súng, tuyên bố mình luôn đứng về phía kẻ mạnh, nộp mạng đi lũ cảnh sát hèn nhát. Sao lại đứng đây nhỉ? Hóa ra chị Yoko đã xoay bản để thay đổi vị trí của Buri Buri Jaemon. Con lợn phản bội này xứng đáng ăn đập lắm. Buri Buri Jaemon bắn súng loạn xạ, khiến mô hình Remy bị hỏng. Nhân cơ hội đó, tất cả bỏ chạy, mẹ và Hima tới nơi rồi mà chả thấy ai ra đón. Chui theo ống thông gió, bốn người đến được nhà bếp. Ông chủ lộ diện với vẻ mặt tức giận, kêu tất cả đàn em đang ngụy trang xuất hiện. Buri Buri Jaemon liền tóm lấy Shin. Đại ca ơi, em bắt được nó rồi này. Đây là âm mưu tương kế tựu kế của thám tử Lợn. Nếu Shin chịu hợp tác, cậu sẽ có tấm ảnh chụp chân của Remy. Thấy thế, ông trùm đồng ý trao đổi. Hắn định đập Shin một trận thì cậu chui ra sau lưng anh Lợn. Trời ơi, định ám sát Lợn hay sao hả? Thêm 2-3 lần nữa mà cứ đập vào đầu người ta hoài. Quá tức giận, Buri Buri Jaemon dùng chiêu ảo giác, đưa mọi người về thời tiền sử rồi nhanh chân bỏ chạy. Giờ chỉ còn lại Shin, ông trùm định xuống tay thì bất ngờ bị mẹ Mise đạp cho một phát. Dám đánh con của bà hả? Không xong đâu. Mẹ Mise và chị Yoko kết hợp bón hành cho bọn tay sai. Shin cũng muốn giúp nên ném những chiếc đĩa quý của ông trùm lên. Bọn lính phải nhảy ra đỡ nên toi mạng hết. Kết thúc rồi, mau đầu hàng đi. Ông trùm học cái bài phản bội của Buri Buri Jaemon, nhưng ở đây chỉ còn phe của cảnh sát mà thôi. Sau khi hắn bị còng tay, mọi người bỗng ngửi thấy mùi khí ga bị rò rỉ. Buri Buri Jaemon lấy xì gà để xả xì chết. Tất cả chạy đến ngăn lại. Trợ lý Yoko nhanh chân châm thuốc cho sếp và kết quả là nổ tanh bành. Gia đình cảnh sát Nohara vẫn toàn mạng, tổ chức ám sát đã bị tóm gọn, còn thám tử Lợn và trợ lý Yoko đã mất tích. Shin cũng chán làm cảnh sát rồi nên muốn về nhà. Thật khó để giữ vững hạnh phúc cho mọi người khi cái ác không thể triệt tiêu hết. Nhưng cảnh sát Hiroshi sẽ luôn có mặt khi cần, nhất định là vậy. Vụ nổ đã bắn Buri Buri Jaemon và Yoko bay ra biển. Thôi thì tiện đường bơi về Ý luôn nhé. Và đó là hồ sơ vụ án cuối cùng của cảnh sát Shinosuke. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ Lớp Học Truyện Tranh nhé. Sắp tới sẽ có nhiều câu chuyện hay ho hơn nhiều, nên mọi người đừng bỏ lỡ nha. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!